Ngày nay, trên những cửa kính của giáo đường bên châu Âu, vẫn còn hình ảnh các nhà lãnh đạo thuộc phong trào cải chánh. Đó là Martin Luther, người Đức, John Calvin, người Pháp, John Knox, người Tô Cách Lan, Thomas Cranmer, người Anh. Qua nhiều thế kỷ, nhiều giai đoạn, Đức Chúa Trời đã kêu gọi và sử dụng nhiều người cho công cuộc cải chánh giáo hội. Họ đã tận hiến cuộc đời mình để thắp lên ngọn đèn cải chánh. Trong những người đó, Đức Chúa Trời đã dùng Martin Luther khơi dậy và làm bùng cháy ngọn lửa cải chánh giáo hội. Giới thiệu về Martin Luther, tạp chí Life viết, người ta nói rằng có nhiều sách viết về Martin Luther hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử, ngoại trừ chính thầy của ông là Chúa giê cứu thế. Luther sinh ngày 10 tháng 11 năm 1483 tại Elburn, nước Đức. Cậu bé được rửa tội vào ngày lễ Thánh Martin nên lấy tên là Martin Luther. Xuất thân từ giới nông dân, nên cha của Luther là ông Hans Luther muốn con mình trở thành một công chức. Năm 18 tuổi, Martin Luther vào học tại Đại học Erfurt. Tại đại học, ông là một sinh viên xuất sắc, thích trò chuyện và tranh luận, có tài xã giao và âm nhạc. Trong thời gian học đại học, Luther được đọc Kinh Thánh lần đầu tiên trong thư viện của trường. Nhắc lại chuyện này, Luther nói, cuốn sách khiến tôi vô cùng thích thú và ước gì một ngày nào đó tôi may mắn có được một cuốn. Martin Luther tốt nghiệp thạc sĩ năm ông 22 tuổi, năm 1505. Quyết định trở thành linh mục là một quyết định bất ngờ của thanh niên 22 tuổi. Vào mùa hè năm 1505, Martin Luther trở về thăm nhà. Trên đường trở lại trường đại học, ông bị kẹt giữa cơn giông bão sấm sét. Martin Luther cầu thánh Anna giải cứu và hứa nguyện trở thành tu sĩ. Sau lần suýt chết này, Martin Luther cảm thấy đời người quá mỏng manh ông quyết định vào dòng tu kín Augustine tại Erfurt. Trong tu viện, không những Luther hết lòng nghiên cứu học tập về giáo hội học, mà còn nghiêm khắc kỷ luật chính mình. Ông hết lòng hiến mình cho cuộc đời khổ hạnh tại tu viện. Là một tu sĩ sùng đạo, Luther sốt sáng kiên ngang, dành nhiều thi giờ để cầu nguyện và thường xuyên xưng tội. Ông tự đánh vào mình để hành hạ và ép sát. Ông Luther tự đặt ra nhiều cách để hành sát, khổ tu tự trừng phạt mình, nhưng càng nỗ lực, ông càng cảm thấy mình tội lỗi nhiều hơn. Tất cả những nỗ lực tôn giáo của Luther không đem lại cho ông bất kỳ đảm bảo nào. Khi một người bạn thân qua đời, Luther hoảng sợ khi nghĩ đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Theo lời ông nói, suốt 2 năm, ông chịu nỗi thống khổ không buốc nào tự xiết Sau 2 năm tu học, năm 24 tuổi, ông được thụ phong linh mục. 25 tuổi, năm 1508, Ông được mời làm giáo sư tại Viện Đại học Wittenberg. Đầu tiên, ông dạy vật lý và triết học. Năm sau đó, ông dạy thần học và giải nghĩa kinh thánh. Năm 25 tuổi, ông nhận bằng cử nhân về nghiên cứu kinh thánh. Năm 26 tuổi, năm 1509, cử nhân tu từ học, một môn học bắt buộc dành cho ngành thần học vào thời Trung cổ. Năm 1510, Martin Luther hành hương về thành Roma, thành phố ông yêu mến với ý tưởng Roma là thành phố thánh thiện. Đó là thời của giáo hoàng Julius Đệ Nhị năm 1503 đến năm 1513. Martin Luther tặng mất chứng kiến những điều kinh khủng và nhận ra rằng Rome thật ra là thành phố bất khiết. Đúng như nhà thơ người Ý Francesco Petraca nói, nơi giáo hoàng ở là cái rảnh của địa ngục. Sau chuyến hình hương, Luther càng tuyệt vọng vừa cảm nhận tình trạng tội lỗi và bất xứng của mình trước mặt Đức Chúa Trời, vừa bất lực vì không tìm được lối thoát cho tâm linh. Lòng sùng kính trở thành nỗi đắng cay và oán hận Chúa. Luther bỏ lễ Misa và ngưng đọc kinh. Luther miêu tả giai đoạn này là giai đoạn tràn đầy sự thất vọng tâm linh. Ông kể lại, tôi không chịu đến với Chúa cứu thế như là cứu Chúa và đấng an ủi, nhưng xem Ngài như là cai tù và đau phủ của linh hồn. Đến năm 29 tuổi, năm 1512, Martin Luther nhận bằng tiến sĩ thần học của Viện Đại học Wittenberg. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học, Martin Luther tiếp tục dạy môn thần học tại Viện Đại học Wittenberg. Những năm tháng học thần học cũng như những yêu cầu trong việc giảng dạy kinh thánh dẫn Luther đến chỗ đắm mình trong việc nghiên cứu kinh thánh. Năm 1513, trong lúc nghiên cứu để giảng dạy các sách của kinh thánh như Thi Thiên, Roma và Galatia Martin Luther khám phá ra lẽ đạo cứu rỗi là chỉ nhờ cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời, thể hiện qua đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá mà thôi. Còn việc làm thánh thiện của tín hữu không cần thiết cho sự cứu rỗi linh hồn. Martin Luther quan niệm rằng Kinh Thánh là quyền tối thượng của tín hữu chứ không phải giáo hoàng. Kinh Thánh không chỉ dành riêng cho giới tăng lữ, Kinh Thánh phải được phổ biến rộng rãi đến mỗi tín hữu. Các quan điểm của Martin Luther hoàn toàn trái ngược với truyền thống của Công giáo La Mã, đã trải qua hơn 15 thế kỷ. Quan điểm đó là giáo dân độc kinh thánh là phạm tội với tòa thánh. Với niềm vui tìm ra chân lý, linh mục Martin Luther bắt đầu giảng dạy cứu rỗi là sự ban cho vô điều kiện nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Con người được cứu rỗi nhờ đức tin và lòng tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời dựa trên sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Sau khi tìm được chân lý cứu rỗi, Martin Luther không phải chỉ là một tu sĩ hiến mình cho Chúa, không phải chỉ biết đắm mình trong việc nghiên cứu học hỏi về kinh thánh. Martin Luther không chỉ hiến mình cho Chúa mà còn thuộc về Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời ở cùng, không những một tay cầm kinh thánh, một tay chỉ vào kinh thánh, mà Martin Luther còn được Đức Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt. Trong khi Martin Luther lấy kinh thánh làm nền tảng xây dựng đền thờ tâm linh cho mình và các tín hữu, thì giáo hoàng Leo để thập tìm tiền bạc để tái thiết và xây dựng giáo đường thánh Pierre. Giáo hoàng giao việc bán bùa xá tội ở Đức quốc cho tổng giám mục Albert thuộc giáo phận Miser. Số tiền thu được trong việc bán bùa xá tội chia cho giáo hoàng phân nửa. Tổng giám mục Albert giữ lại phân nửa để trả món nợ mà tổng giám mục đã vay mượn của ngân hàng Fauger để mua chức tổng giám mục cho mình. Tổng giám mục Albert chỉ định linh mục Johann Tetzel thuộc dòng tu Dominic làm đại lý bán bùa xá tội ở giáo phận Mainz, nước Đức. Cũng cần biết rằng, năm 1476, giáo hoàng Sixtus đệ tứ là người đầu tiên áp dụng bùa xá tội cho những linh hồn đang ở ngục luyện tội. Các bùa xá tội được bao thầu và đem bán lẻ. Như vậy, nguồn lợi tức của giáo hoàng là bán đặc quyền phạm tội. Thi hành chức việc của mình, linh mục Tetzel đi khắp nơi Tiền hô hậu ủng, quảng bá rầm rộ cho bùa xá tội. Nội dung của bùa xá tội là: Với thẩm quyền của các thánh và sự thương xót đối với ngươi, ta giải thoát mọi tội lỗi và vi phạm của ngươi, tha cho ngươi tất cả hình phạt trong vòng 10 ngày. Rohan Teso. Linh mục Teso vào các giáo đường, nhân danh giáo hoàng hứa rằng, hệ ai mua bùa xá tội sẽ được tha tội, tội lớn lẫn tội nhỏ đã phạm và sẽ phạm trong tương lai. Để việc buôn bán có thêm nhiều lợi nhuận, Linh Mục Tesla quảng cáo trầm rộ khắp đường phố là ai mua bùa xá tội cho thân nhân quá cố thì linh hồn của họ đang bị đọa đầy ở ngục luyện tội, liền được lên thiên đàng. Câu thơ được truyền tụng trong thời đó, tiền vàng rơi xuống thùng này, hồn trong hỏa ngục bay ngay thiên đàng. Việc buôn bán bùa xá tội và những lời quảng cáo dối trá của Linh Mục Tesla đến tai Linh Mục Martin Luther, người đang cai quản một họ đạo Linh mục Martin Luther vốn đã chống đối việc bán bùa xá tội của giáo hoàng vì cho đó là việc bất chính. Linh mục Martin Luther càng căm phận hơn khi nghe cách quảng cáo lừa bịp để thu lợi bất chính trên mồ hôi nước mắt của con chiên nghèo khổ. Ông liền viết một kháng nghị gồm có 95 luận đề bằng tiếng Latin. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, ông đóng bản kháng nghị đó trên cánh cửa của giáo đường Wittenberg. Đại ý kháng nghị nói rằng Giáo hoàng là người giàu nhất trong những người giàu, thì nên dùng tiền của mình để tái thiết công trường thánh Pierre thay vì đi bán bùa xá tội, lấy tiền của con chiên nghèo khổ để tái thiết công trường này. Giáo hoàng phải hoàn lại số tiền mà con chiên đã bị dụ dỗ mua bùa xá tội. Việc buôn bán bùa xá tội là việc làm bất chính. Bùa xá tội của giáo hoàng chẳng có quyền bôi xóa dầu một tội nhỏ nào mà người ta đã phạm cùng đức chúa trời. Giáo hoàng cũng không có quyền tha tội. Người nào giảng dạy dùng bùa xá tội để chuộc tội là sai lầm. Ai đặt niềm tin nơi bùa xá tội là đặt niềm tin vào một tà thuyết vô ích. Người có tiền mà không dùng tiền mình để giúp người nghèo khổ, mà lại dùng tiền đó để mua bùa xá tội của giáo hoàng là mua thịnh nộ của Đức Chúa Trời về cho mình. Ngay lập tức, 95 luận đề của Luther được dịch từ tiếng Latin qua tiếng Đức. Bắt đầu từ đó, những ý tưởng của Luther nhanh chóng lan truyền khắp châu Âu với sự hỗ trợ của ngành in ấn mới phát minh thời đó. Martin Luther viết thư và gửi bản sao 95 luận đề đến Tổng giám mục Albert. Tổng giám mục Albert liền chuyển bản kháng nghị đó đến giáo hoàng ở La Mã để có biện pháp thích hợp đối phó với Martin Luther. Giáo hoàng Leo đệ thập xem thường Luther, cho rằng gã người Đức viết các luận đề khi say rượu. Khi tỉnh ra, hắn sẽ đổi ý. Đến năm 1518, quan tư pháp của giáo hoàng ra lệnh triệu tập Martin Luther qua La Mã để chịu xét xử về tội phổ biến và giảng dạy tà thuyết. Martin Luther bác bỏ lệnh triệu tập với lý do kinh thánh không bao giờ sai lầm, chỉ có giáo hoàng mới có thể sai lầm mà thôi. Ngày 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 1518, tiểu vương Frederick sắp xếp để linh mục Luther thảo luận với hồng y Thomas Cahidin tại thành phố Augsburg ngày 27 tháng 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 1519, Martin Luther cùng với một người bạn là Karlstadt đến Leipzig để tham dự cuộc tranh luận với John Eck, một trong những thần học gia hàng đầu của giáo hội công giáo. Đây được xem là cuộc tranh luận công khai hơn là một cuộc xét xử. Trong cuộc tranh luận, Luther bác bỏ quyền lực tối thượng của giáo hoàng, cho rằng quyền cầm giữ chìa khóa nước trời là được ban cho toàn thể hội thánh, nghĩa là cho tất cả tín hữu Ông cũng khẳng định rằng giáo hội La Mã không giữ vai trò ưu việt nào trong sự cứu rỗi. Cũng trong cuộc tranh luận này, Luther nhận ra rằng con đường cải chánh mà ông cùng các cộng sự đang theo đuổi cũng chính là con đường John Huss đã đi. Đến ngày 15 tháng 6 năm 1520, giáo hoàng Leo Đệ Thập ban hành giáo lệnh dứt phép thông công Martin Luther. Giáo lệnh này trưng ra 41 điều cáo buộc Martin Luther dạy tà thuyết. Giáo lệnh buộc Martin Luther phải thiêu hủy các sách ông đã viết để quảng bá lẽ đạo xưng nghĩa bởi đức tin. Giáo lệnh cho Martin Luther 60 ngày để ăn năn. Nếu không ăn năn, giáo lệnh đương nhiên có hiệu lực. Giáo lệnh còn cho phép chính quyền bắt Martin Luther giải giao về La Mã để giáo hội trị tội. Giáo lệnh khuyến cáo ai chứ chấp Martin Luther sẽ bị hỏa lây. Giáo hoàng còn cho rằng Martin Luther là con heo rừng đang phá hoại vườn nho của Chúa Martin Luther cho rằng giáo lệnh của giáo hoàng là giáo lệnh khả ố của Antichrist. Khâm sai tòa thánh là Alexander và Von Egg chứng kiến việc đốt những sách của Luther. Phản ứng về giáo lệnh giúp phép tôn công của giáo hoàng Leo Đệ Thập, Martin Luther tổ chức lễ đốt giáo lệnh của giáo hoàng. Sau giờ học buổi sáng, ông cùng các sinh viên diễu hành đến Elsterder, cổng phía đông thành phố Wittenberg. Trước mặt đám đông gồm các giáo sư, sinh viên và dân chúng, Martin Luther đốt giáo lệnh dứt phép thông công của giáo hoàng quăng luôn cả bộ luật và quy tắc của giáo hội vào lửa. Lúc bấy giờ, nước Đức và nước Ý kết hợp thành một khối do Carlos Quinto làm hoàng đế. Giáo hoàng Leo đệ thập không ngớt yêu cầu hoàng đế Carlos Quinto thi hành giáo lệnh dứt phép thông công đối với Martin Luther. Để có thể thi hành giáo lệnh dứt phép thông công, hoàng đế Carlos Quinto muốn nghe đôi bên tường trình quan điểm của mình ngày 17 tháng 4 năm 1521, hoàng đế triệu tập hội nghị tại thành phố Worms, nước Đức. Dù hoàng đế cam kết bảo vệ tính mạng cho Martin Luther, nhưng ông biết rằng nếu đến Worms, mạng sống của ông sẽ bị đe dọa. 106 năm trước, John Huss đã bị giáo hội nghị thiêu sống mặc dù có lời hứa tương tự. Người lãnh đạo phong trào cải chánh đã nói, tôi sẽ đến Worms dù cho tại đó ma quỷ nhiều như ngói trên mái nhà Quãng đường từ Wittenberg đến Worms khoảng 400 cây số, phải mất khoảng 15 ngày đi đường. Cuộc hành trình 15 ngày của Luther từ Wittenberg đến Worms vào tháng 4 năm 1521, chẳng khác nào một cuộc diễu hành vinh quang. Các hiệp sĩ tháp tùng bảo vệ ông, từ thành thị đến thôn quê, những nơi ông đi qua, dân chúng chào đón ông, mọi người đều muốn nhìn thấy ông. Mặc dù tiểu vương Frederick ủng hộ và khích lệ Martin Luther, nhưng đối với Martin Luther, trên hết và quan trọng nhất là sức mạnh của Đức Chúa Trời. Martin Luther đến Worms không phải để nghe những lời tung hô cũng không dựa vào quyền thế của con người. Ông đến Worms dành thời gian cầu nguyện và chuẩn bị đứng trước các bậc quan quyền và giáo quyền để bảo vệ lập trường và đức tin của mình. Hội nghị này có nhiều thành phần tham dự, Hoàng đế Carlos Quinto ngồi chính giữa, hai bên là các hồng y, tổng giám mục, giám mục các sứ thần của giáo hoàng và các khâm sai cùng đại biểu của các nước Âu Châu phái đến tham dự. Mở đầu hội nghị, John Eck, quan tư pháp của giáo hoàng, đứng lên chỉ vào hơn 20 quyển sách của Martin Luther để trên bàn, rồi hỏi Martin Luther, Có phải ngươi là tác giả của các sách này không? Martin Luther đứng lên giữa phòng hội, giống dạc công nhận ông là tác giả của các sách đó. Khi được hỏi, Ngươi có bằng lòng thủ tiêu các quyển sách đó cùng các quan điểm chứa đựng trong các sách đó không martin luther trả lời chỉ khi nào có những chứng cứ từ kinh thánh hoặc có những lý lẽ lẫn lập luận đơn giản và xác đáng thuyết phục tôi bằng không tôi sẽ chẳng và cũng chẳng thể rút lời vì hành động như vậy là trái với lương tâm vừa thiếu khôn ngoan vừa không an toàn tôi quyết giữ vững lập trường của mình không thể thay đổi cầu xin đức chúa trời giúp đỡ con Amen. Đức tin và những lời nói của Martin Luther vẫn còn vang vọng đến ngày nay. Qua ngày sau, hội nghị tái nhóm và biểu quyết nghiêm cấm lưu hành sách của Martin Luther, thu hồi quyền công dân của Martin Luther và đặt Martin Luther ra ngoài vòng pháp luật. Số phận của Martin Luther như chỉ mành treo chuông vì phe phái của giáo hoàng có thể ra tay sát hại Martin Luther bất cứ lúc nào. Trong nhóm người ủng hộ Martin Luther có tiểu vương Frederick vì tiểu vương này nhận thấy Martin Luther không thể an toàn với cấm lệnh của hội nghị Worms, nên tiểu vương Frederick tổ chức bắt cóc Martin Luther. Một nhóm gồm 5 kỵ sĩ bịt mặt chặn bắt Martin Luther khi ông vừa rời khỏi Worms. Họ đưa ông về lâu đài Warburg ở thành phố Eisenach, nước Đức. Tại lâu đài Warburg, Martin Luther mặc trang phục hiệp sĩ để râu và được gọi dưới tên Junker hiệp sĩ George. Trong thời gian Martin Luther đang ẩn nấu ở lâu đài Warburg, thì giáo sư Philip Melaton và Kahnstadt ở bên ngoài tiếp tục lãnh đạo và đẩy mạnh cuộc cải tránh trên khắp nước Đức. Martin Luther ẩn nấu trong lâu đài Warburg được 10 tháng, từ tháng 4 năm 1521 đến tháng 2 năm 1522. Trong thời gian này, Martin Luther viết nhiều sách nhỏ để phổ biến quan điểm cải tránh. Ông cũng dùng thời gian này để dịch kinh thánh tân ước từ tiếng Hy Lạp qua Đức ngữ nhờ đó các tín hữu có thể đọc kinh thánh bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ nhờ bản dịch này dân chúng đức biết được lẽ thật của lời chúa mà gia tăng lòng ủng hộ và mong sao cho cuộc cải tránh sớm thành công cũng trong thời gian này ở wittenberg có một số người theo cải tránh quá khích muốn chấn chỉnh giáo hội công giáo la mã bằng bạo động họ xúi dục sinh viên xông vào các giáo đường đang lúc hình lễ misa đập bể hình tượng dẹp bỏ các bàn thờ bài xích việc làm lễ tem cho trẻ sơ sinh rời lâu đài Warburg, Martin Luther trở về Wittenberg, biết rằng có thể bị giáo quyền và chính quyền ở Wittenberg thi hành bản án của hội nghị Worms, nhưng Martin Luther tin vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Martin Luther về Wittenberg vào Chủ nhật và giảng 8 ngày liên tiếp. Ông phản đối những hành động quá khích gây phương hại đến cuộc cải chánh ôn hòa mà ông đang chủ trương. Lời giảng dạy của Martin Luther cảm hóa được thành phần quá khích lập lại trật tự và chấn chỉnh các nghi thức thờ phượng tích hợp với chiều hướng của công cuộc cải chánh. Martin Luther nói, Tôi phản đối bùa xá tội và tất cả những người trung thành với chức giáo hoàng, nhưng không hề dùng bạo lực. Tôi chỉ đơn thuần dạy dỗ, rao giảng và viết lời Đức Chúa Trời. Ngoài ra, tôi không làm điều gì khác. Và trong khi tôi ngủ hay đi uống với những người bạn của tôi, thì lời đã làm suy yếu chức giáo hoàng đến nỗi chưa từng có vua chúa hay hoàng đế nào khiến nó suy yếu như vậy. Tôi không làm gì cả, lời đã làm tất cả. Năm 1521, giáo hoàng Leo đệ thập qua đời. Năm 1522, giáo hoàng Arian đệ lục kế vị. Một năm sau thì qua đời. Năm 1523, giáo hoàng Clement đệ thất kế vị. Tháng 12 năm 1524, Linh Mục Martin Luther cởi áo thầy tu trả lại nhà dòng. Ngày 13 tháng 6 năm 1525, Martin Luther thành hôn với nữ tu sĩ hoàng tộc tên là Catherine von Bora. Hôn lễ cử hành tại Thánh đường Wittenberg dưới sự chủ lễ của mục sư Johannes Buchenhagen. Ông bà Martin Luther có ba con trai và ba con gái. Ngoài ra, ông bà còn nuôi bốn em cô nhi trong nhà. Chúng ta đừng quên, trong quá trình cải chánh, Martin Luther từng dạy kinh thánh cho các em thiếu nhi. Trong thời gian trở lại sống ở Wittenberg, Martin Luther tiếp tục làm giáo sư ở Viện Đại học Wittenberg. Ông tiếp tục viết sách để phổ biến quan điểm cải tránh của mình. Bên cạnh đó, Martin Luther cùng các đồng sự đã hoàn tất việc phiên dịch kinh thánh cựu ước từ tiếng Hebrew sang tiếng Đức. Trong thời gian này, giáo hoàng không ngớt gây sức ép để hoàng đế La Mã thi hành cấm lệnh Worms là tiêu sống Martin Luther như giáo hội công giáo La Mã đã từng làm đối với những người dám lên tiếng chống lại những giáo lý của giáo hội công giáo La Mã. Sở dĩ hoàng đế Carlos Quinto không thể thi hành cấm lệnh Worms đối với Martin Luther vì Trong thời gian này, thường có chiến tranh và hoàng đế rất cần các tiểu vương thuộc phe cải chánh ở Đức hỗ trợ về mặt quân sự. Hơn nữa, việc thi hành cấm lệnh Worms có thể gây ra sự chia rẽ giữa giáo dân theo phong trào cải chánh và giáo dân theo giáo hội công giáo La Mã. Hoàng đế sợ rằng sự chia rẽ có thể gây ra cuộc nội chiến. Nhờ đó mà Martin Luther khỏi bị thiêu sống và sống thêm 25 năm nữa ở Wittenberg để leo lái công cuộc cải chánh. Từ hội nghị tại Worm năm 1521 cho đến khi Martin Luther qua đời vào năm 1546, Hoàng đế La Mã Carlos Quinto nhiều lần triệu tập để nhóm cải chánh của Martin Luther và giáo hội công giáo La Mã hòa giải các dị biệt về niềm tin. Mục đích của hoàng đế là lôi kéo phe cải chánh trở lại giáo hội công giáo La Mã và thuận phục giáo hoàng, các hội nghị đó chẳng có kết quả. Hai bên càng tranh luận, càng cách biệt nhiều hơn. Hội nghị tại Spire lần thứ hai năm 1529, người công giáo La Mã chiếm đa số. Quy định người công giáo được phép giảng dạy đạo của họ ở các tiểu quốc thuộc Đức theo giáo phái Lutheran, nhưng cấm giáo phái Lutheran giảng dạy ở các tiểu quốc thuộc Đức theo công giáo. Các tiểu vương theo phái Lutheran đã phản đối quyết nghị ấy. Từ đó, danh hiệu Protestant người phản kháng, được dùng cho những người theo phong trào cải chánh, sau này gọi chung cho tất cả người tin lành. Vào những năm cuối của cuộc đời, Martin Luther thường đau ốm luôn. Trong phút lâm chung, bạn bè hỏi ông có còn tin chắc vào những điều ông đã dạy dỗ không? Ông trả lời, có. Ông qua đời vào ngày 18 tháng 2 năm 1546 tại quê nhà Elburn. Martin Luther hưởng thọ 63 tuổi. Linh cử ông được đưa về chôn trong giáo đường Wittenberg, nơi ông đã đóng 95 luận đề vào cánh cửa giáo đường. Ngày nay, đến thăm giáo đường Wittenberg, chúng ta sẽ thấy mộ Martin Luther ngay bên dưới chỗ ông từng đứng rao giảng lời Chúa. Thấy không thuyết phục được phe cải chánh, nên hoàng đế Carlos Quinto dùng binh lực hùng mạnh của mình để tiêu diệt phe cải chánh ở Đức. Hoàng đế La Mã tiến quân qua Đức, đánh chiếm và triệt hạ các thành trì của các tiểu vương theo phe cải chánh. Trong vòng một năm đầu, chỉ có thành Medeberg còn đứng vững trước các cuộc tấn công của hoàng đế Carlos Quinto. Sau nhiều lần thất bại trong việc tấn công thành Medeberg, hoàng đế Carlos Quinto giao việc bao vây và triệt hạ thành Medeberg cho Maurice, một tiểu vương của nước Đức, trước đó đã từng theo phe cải tránh. Trong lúc vây thành Medeberg, tiểu vương Maurice thay đổi chính kiến. Ông không muốn để cho quân ngoại quốc dày xéo đất nước mình và chà đạp lên quyền tự do tín ngưỡng của dân tộc mình tiểu vương Maurice quay lại đánh hoàng đế La Mã. Cùng với hoàng đế Pháp là Henry Đệ Nhị và binh lính của phe cải chánh, tiểu vương Maurice vây đánh hoàng đế La Mã. Hoàng đế La Mã chạy trốn qua nước Áo. Sau đó, quân cải chánh làm chủ được tình hình trên toàn nước Đức. Năm 1552, nhận thấy thế lực của hoàng đế La Mã ngày càng suy yếu, tiểu vương Maurice và đồng minh cải chánh yêu cầu hoàng đế bại bỏ các cấm lệnh cho họ được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời theo lời dạy trong Kinh Thánh và cho giáo hội cải chánh được bình đẳng với giáo hội công giáo La Mã. Vì yếu thế, Hoàng đế Carlos Quinto phải ký hòa ước tại Bờ Sao, cho giáo hội cải chánh được các quyền lợi theo như lời yêu cầu. Đến năm 1555, một hội nghị được triệu tập tại Osberg. Trong hội nghị này, phe cải chánh yêu cầu Hoàng đế Carlos Quinto cho họ được tự do tín ngưỡng vô điều kiện Thừa nhận giáo hội cải chánh là hợp pháp và được bình đẳng với giáo hội Công giáo La Mã trên mọi phương diện. Nhận thấy uy quyền của mình không còn hùng mạnh như xưa nữa, hoàng đế Carlos Quinto ký hòa ước vào ngày 25 tháng 9 năm 1555 theo như sự đòi hỏi của giáo hội cải chánh. Hòa ước này thường được gọi là hòa ước Augsburg. Hòa ước Augsburg cũng đưa ra một biểu quyết chung cho giáo hội ở Đức là tiểu vương nào theo giáo hội cải chánh thì toàn dân của tiểu quốc đó phải theo giáo hội cải chánh tiểu vương nào theo giáo hội công giáo la mã thì toàn thể dân chúng của tiểu quốc đó phải theo giáo hội công giáo la mã người dân có quyền di cư qua vương quốc mà mình lựa chọn để sinh sống thích hợp với tín ngưỡng của mình giáo hội cải chánh được thực sự tự do hành đạo từ khi có hòa ước osbert